Cô xin chào tất cả quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình nói chuyện về Solar System, về hệ thống điện dùng quang năng, tức là dùng năng lượng của mặt trời để chúng ta có điện ở trong nhà. Và những người mà quý vị đang thấy ở trên màn ảnh truyền hình đây hoặc là trên làn sóng phát thanh sẽ nói chuyện với quý vị, đó là anh Jason Lee, là giám đốc điều hành của công ty Solar System, và cô Thuận Dung là giám đốc về vấn đề marketing của công ty, giám đốc tiếp thị, thưa quý vị. Và ngày hôm nay thì anh Jason và cô Thuận Dung sẽ trở lại với chúng ta để nói thêm một đôi nét về công ty, và đặc biệt là sẽ có một vài cái chương trình mới được gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Chúng tôi xin trước hết chào cô Thuận Dung, Lady First. Xin cảm ơn anh Nguyên Khôi. Thuận Dung xin gửi lời chào đến anh Nguyên Khôi, anh Jason cũng như là tất cả các quý vị đang lắng nghe cái talk show ngày hôm nay. Mời anh Jason. Chào anh Nguyên Khôi, chào cô Thuận Dung và Jason xin chào tất cả quý vị khán giả của Đài Quê Hương ạ. Dạ vâng, và chúng ta bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì mình cứ phải nhắc đi nhắc lại thôi. Cái thắc mắc mà nhiều người sẽ hỏi là công ty Solar System là gì, nhiệm vụ của nó là làm gì cho cái đời sống hàng ngày của những khách hàng của Solar System. Dạ, xin cảm ơn anh Nguyên Khôi. Kính thưa quý vị khán giả, Solar System Inc. là một công ty được thành lập cũng không có quá lâu, do anh Jason Lee làm giám đốc điều hành. Thì công ty chúng tôi cung cấp những panel solar để mà cung cấp năng lượng điện cho chính cái hệ thống, cho chính cái nhà của quý vị. Và từ nay quý vị không phải trả tiền bưu điện cho PG&E nữa. Đến với công ty Solar System thì quý vị có thể hoàn toàn yên tâm, bởi vì chúng tôi là những người tận tâm và lúc nào cũng nghĩ đến quyền lợi của quý thân chủ hết. Và cái yếu tố hàng đầu mà Thuận Dung luôn luôn quan tâm đến quý vị chủ nhà, đó là tiết kiệm càng nhiều càng tốt cho quý vị. Bởi vì nếu một cái bill tiền điện mà trên 100 đồng thì quý vị có thể giảm được tiền điện rất là nhiều, và cũng có từ đó quý vị cũng có thể giảm được rất là nhiều tiền điện, tiền của chính phủ có thể lấy lại được 30% cho chính cái vị chủ nhà nữa. Dạ mà quý vị đi làm. Và chúng ta cũng biết là cái vấn đề mà dùng điện thì nhà nào cũng phải dùng cả, quý vị dùng điện cho mọi cái sinh hoạt trong nhà. Và cái bill tiền điện như cô Thuận Dung vừa nói, nếu mà quý vị trả hàng tháng mà hơn 100 đồng, có nghĩa là quý vị dùng Solar System, quý vị sẽ tiết kiệm được tiền. Ngoài cái vấn đề tiết kiệm tiền ra, quý vị còn được, như Thuận Dung vừa cho biết, là lấy 30% cái tax mình credit. Mình có thể tax credit bớt 30% cái lần mà mình khai thuế, phải không ạ? Dạ, đúng rồi. Và bên cạnh đó thì những lần trước Thuận Dung cũng nói rồi, sẽ làm tăng giá trị của căn nhà của quý vị rất là nhiều. Người nào mà người ta mua nhà mà người ta thấy trên mái có sẵn một cái hệ thống solar rồi thì chắc chắn là người ta sẽ rất là thích để mua căn nhà đó, tại vì tao không phải trả tiền điện nữa hoặc là cháy thêm nhiều. Rồi bên cạnh đó cũng có một cái yếu tố nữa mà công ty Solar System khác với những công ty về solar khác, tại vì trên thị trường hiện nay cũng có nhiều công ty về solar, đó là tôi biết là Solar System là mình làm chủ luôn cái hệ thống đó, chứ không phải mình đi mướn hay là mình đi nhờ người ta đặt ở trên mái nhà của mình rồi mình trả hàng tháng hay bớt tiền hàng tháng. Mình làm chủ luôn cái hệ thống đó, phải không ạ? Dạ đúng rồi, mình sẽ làm chủ ngay từ cái ngày đầu mà mình làm việc với lại công ty Solar System. Mình chọn được cái panel của cái hãng nào, mình bắt đầu mình làm và mình đồng ý với mỗi tháng mình sẽ trả với cái chi phí thấp như vậy. Thì nó fix luôn cho một cái plan, và mình có thể chọn 7 năm, 10 năm hoặc là 20 năm. Thì quý vị sẽ hoàn toàn yên tâm, bởi vì quý vị không có phải đắn đo, không phải lo lắng là mình có nên bật máy lạnh cho cái căn nhà của mình nữa hay không. Nhưng mà công ty của Thuận Dung, em cũng muốn chia sẻ với quý vị khán giả là công ty của Thuận Dung không phải là chỉ làm cho những cái nhà tư nhân, những cái home hay là như thế nào. Chỉ công ty của Thuận Dung có thể làm cho commercial luôn. Và cái ngày hôm nay Thuận Dung cũng rất là vui mừng là có thể đem đến cho quý vị khán giả được nhiều cái thông tin hơn về commercial, bởi vì công ty của Thuận Dung mà hiện tại đang là partner với lại PG&E. Thì ngày hôm nay Thuận Dung có hai cái chương trình mà công ty có thể cho quý vị khán giả. Nếu mà với những quý vị mà phải gọi là mình thì nói chung việc làm anh Nguyên Khôi ở Mỹ này thì có khi cố định, có khi không được cố định, thì những cái việc đó là không ai mong muốn. Thì với cái chương trình này vừa giảm được tiền điện mà lại không check income, không check credit luôn, mà vẫn có thể sở hữu cái hệ thống solar trên mái nhà của mình, tiết kiệm năng lượng, và ngoài ra quý vị không bị check credit mà còn được thay, thí dụ thay bóng đèn, thay tất cả các thiết bị trong nhà. Cái nào mà mình có thể giảm được tiền điện thì công ty của Thuận Dung cũng với anh Jason Lee có thể giúp được quý vị. Dạ vâng, thưa quý vị, đó là những tin tức mới nhất mà như qua thưa với quý vị là Solar System sẽ làm việc và sẽ đem đến những cái phúc lợi cho mọi người ở trong cộng đồng này. Nhưng bên cạnh đó, đặc biệt là những người đang làm thương mại commercial, phải không ạ? Dạ đúng rồi. Thì
Về cái chuyện commercial thì Jason có muốn nói thêm về điều gì không? Cảm ơn anh Nguyên Khôi và Jason xin gửi đến quý vị là nếu mà mình đã làm chủ một cái cơ sở thương mại và nhất là quý vị thấy là người Việt Nam ở thu lũng điện tử của chúng ta đó, cái dân số cũng rất là đông, cũng trên dưới 100.000. Mà làm và thương mại thì rất là nhiều. Là thương mại rất là nhiều. Và một cái cơ sở thương mại đó thông thường tiền điện nó nhiều khi lên đến 50.000 một tháng. Hoặc là ít hơn những cái commercial nhỏ ở đây cũng là 500 hay là 1.000 đồng. Thì những nếu mà mình cứ nghĩ là cái tiền điện nó là một cái business expense, lúc nào mình cũng không có nghĩ đến, tại vì mỗi tháng mình ký xét mình trả mình không có nhớ. Nhưng mà bây giờ là lúc mà có cái công ty solar, mình gắn được cái hệ thống solar trên mái nhà thì cái lợi nó như thế nào? Thì thứ nhất mình được ngay lập tức 30% tiền của chính phủ trả lại cho mình với cái dạng là tax credit. Thứ hai nữa, vì mình làm chủ cái cơ sở thương mại và cái hệ thống solar này dùng cho cái việc thương mại của mình, thì chính phủ lại cho mình thêm nữa là mình có thể write off từ từ, tức là mỗi năm cái phần 70% còn lại của cái tài sản của cái solar đó quý vị có thể write off mỗi năm. Và sau đó quý vị nhớ là cái tiền PG lại mất đi. Thì những cái lợi như vậy nó làm cho cái hệ thống solar chẳng những nó giúp cho cái tiền mình lợi nhuận hàng năm của mình nó tăng lên đáng kể, mà mình còn giúp được môi trường nữa, phải không anh? Chắc chắn là như vậy rồi. Và người ta thực thường người Việt Nam ta có cái câu là nhất cử lưỡng tiện, tức là mình làm một việc mình được hai cái lợi, nhưng mà cái này tới tam tiện lần phải được ba cái lợi như anh Jason vừa nói. Thứ trước hết là chúng ta giảm cái tiền điện hàng tháng, thứ hai là chúng ta có cái tiền tax credit 30% cho các cơ sở thương mại giống như các căn nhà tư nhân. Dạ đúng. Và bên cạnh lý do thứ ba nữa là chúng ta có thể mà mình khai thuế hàng năm, mình có thể write off cái đó đi tùy theo cái thời gian mình sử dụng. Và có nhiều yếu tố khác nữa thưa quý vị, đó chỉ là những cái mà main thing chủ yếu thôi. Những cái ích lợi đầu tiên mình có thể thấy được. Nhưng mà như cô Xuân Dung vừa nói đó, cái điều kiện nó cũng tương đối là dễ dàng, ai cũng có thể làm được phải không? Dạ đúng rồi. Với cái chương trình mà của chính phủ á, thì quý vị không có phải lo nhiều, bởi vì cái chương trình đó chính phủ họ đang khuyến khích các cơ sở thương mại các hãng khuyến khích cơ sở thương mại, nhưng mà không có phải vì cơ sở thương mại không mà quý vị làm chủ nhà mà phải lo lắng đâu. Làm luôn cho những quý vị chủ nhà luôn, anh Nguyên Khôi. Nhưng mà nó khác nhau là như thế này, thí dụ giống như cơ sở thương mại thì họ có thể lấy cái tiền depreciate mỗi năm. Còn với những vị chủ nhà thì không có cái chương trình đó. Còn mọi thứ cái benefit còn lại thì như nhau. Nhưng mà cái điều kiện như thế nào, chẳng hạn bây giờ tôi là chủ một cơ sở thương mại nhá. Cái building đó là của tôi. Tôi mua rồi, hay tôi là chẳng có cái đó, nhưng mà tôi là đứng tên là chủ nhân, tôi là landlord của cái building đó thì tôi gắn thì dễ rồi. Thì bây giờ tôi muốn gắn cái hệ thống đó thì tôi sẽ liên lạc với ai, với cô Thuận Dung, anh Jason, rồi quý vị sẽ cho người đến liên lạc để mà thiết kế cái hệ thống đó, đúng không? Dạ, đúng rồi. Nếu mà quý vị có những câu hỏi thắc mắc như vậy đó, thì vui lòng gọi cho Thuận Dung qua số 408-705-3658. Với những cái thắc mắc như vậy, Thuận Dung sẽ dành thời gian để mà trả lời cho quý vị. Cái đầu tiên, cái yếu tố của quý vị là gì? Cái đầu tiên là quý vị sẽ giảm được tiền điện. Và ngoài ra, nếu mà cái cơ sở của quý vị mà có những cái nhu cầu mà cần thay thế, thí dụ giống như mà những cái bóng đèn mà quá xưa cũ, thì mình muốn giảm và máy móc những cái thiết bị gì đó mà nó tạo ra năng lượng mà nó lại tiêu thụ nhiều quá, nó cũ rồi, thì bên công ty sẽ cho người qua để mà là kiểm tra để mà coi là những cái thiết bị đó cần phải thay đổi như thế nào. Thì lúc đó thì chính phủ sẽ giúp cho quý vị làm những cái đó. Mà có tính thêm tiền không? Dạ, những cái đó thì mình cứ làm finance thôi, anh Nguyên Khôi. Thì cái đó cũng là như quý vị sẽ chọn là mình làm bao nhiêu năm. Về vấn đề finance, cái điều kiện nó như thế nào, có khó khăn lắm không thưa anh Jason? Thưa anh Nguyên Khôi và kính thưa quý vị, thì quý vị đã làm chủ một cái cơ sở thương mại và mỗi tháng mình chi cho tiền về năng lượng của mình, nó, nếu mà nó đáng kể như vậy, thì quý vị biết là cái hệ thống solar, nếu mà thiết lập cái hệ thống solar để mà thay thế hết tất cả cái năng lượng quý vị đang sử dụng của PG&E, thì cái số tiền của đó mình có thể mượn được là các cơ sở thương mại nếu mà đang làm việc bình thường, thì lúc nào cũng có những cái giống như là credit line, mình có thể dùng cái đó, tại vì thứ nhất mình được trừ thuế, thứ hai mình được depreciate cái system nữa, cái tiền lời của cái phần quý vị trả ra lại được trừ thuế, đó là thêm một cái lợi thứ tư nữa, anh Nguyên Khôi thấy không? Rồi sau đó nếu mà quý vị không có những cái khả năng mà có thể tự mình xây để mà mượn được cái hệ thống đó, thì công ty sẽ giúp quý vị làm sao để finance cái system đó. Và có một cái chương trình như nãy cô Thượng Dung cũng có nhắc đó, là
chính phủ của tiểu bang cũng có một cái chương trình giúp cho những chủ nhân của cơ sở thương mại mượn 100%, chẳng những là cho hệ thống solar mà cho tất cả những cái gì mà quý vị đang sử dụng năng lượng mà một cách gọi là không hữu hiệu lắm, thì tất cả những cái thiết bị của cái công ty quý vị và cơ sở thương mại được thay thế và chính phủ sẽ đài thọ 100% và tiền finance. Vâng, thưa quý vị, mọi chuyện đều rất là dễ dàng và thoải mái cũng như là nhanh chóng, hiệu quả nếu mà quý vị gặp đúng người. Và nếu mà quý vị tìm đúng người thì quý vị có hai số điện thoại, nhưng mà chỉ có một số của cô Thuần Dung để mà gọi đâu. Chúng tôi có số của Thuần Dung như cô vừa cho là 408-705-3658 để quý vị liên lạc. Thuần Dung 408-705-3658. Và người thứ hai nữa là anh Jason Lee, là giám đốc điều hành công ty Solar System, là số điện thoại của anh Jason là 408-348-7988. 408-348-7988. Thì quý vị ngồi xuống nói chuyện, phải không ạ? Quý vị có bất cứ thắc mắc gì, tại vì mỗi hoàn cảnh, mỗi cái commercial nó đều khác nhau cả. Mỗi tình trạng tài chính của một công ty, một cái cơ sở thương mại nó đều khác nhau cả. Mỗi cái điều kiện nó cũng khác nhau rồi, ngay cả vấn đề mà sử dụng năng lượng, cái số lượng mình tiêu thụ bao nhiêu nó cũng khác nhau. Không ai giống ai cả. Mỗi người có hoàn cảnh riêng, mỗi một cơ sở thương mại có một cái điều kiện riêng. Thì quý vị muốn gặp người để mà chính thức ngồi xuống nói chuyện thì quý vị lấy một cái hẹn. Chúng tôi tin chắc là cô Thuận Dung hay anh Jason Lee sẽ sẵn sàng gặp quý vị tại văn phòng của họ hoặc là đến tận cơ sở thương mại của quý vị để nói chuyện, để bàn thảo xem chọn cách nào để có một cái hệ thống solar tốt nhất, bảo đảm tiết kiệm nhiều tiền nhất cho quý vị và đồng thời bên cạnh đó cũng đem lại những phúc lợi về vấn đề tài chính cho quý vị. Biết đâu đây là một cái cơ hội mà nhiều người chỉ nghĩ rằng ồ, mình tiết kiệm tiền điện không, mà mình còn làm được nhiều cái chuyện khác nữa ngoài chuyện tiết kiệm tiền điện hàng tháng. Dạ thưa anh, đúng. Dạ, tại vì hồi nãy cô Thuần Dung cũng có nhắc là công ty Solar System và PG&E là partner, thì PG&E có rất là nhiều, kính thưa quý vị, có rất là nhiều credit cho quý vị mà đang có một cái cơ sở thương mại mà sử dụng năng lượng, mà có những cái bộ phận thiết bị trong công ty của quý vị mà nó đã cũ, hoặc là những dàn đèn mà dùng những cái bóng đèn mà hồi thời xa xưa đó anh, trước khi là neon light đó, thì bây giờ họ có thể cho quý vị credit, tức là PG cho tiền mình để mình thay cái đèn LED, mà họ mỗi một cái bóng đèn như vậy họ cho một số tiền cho công ty hay là cho thẳng quý vị để quý vị mua một cái giá rất là rẻ. Mà nếu mà mình đi Costco hay là gì mình mua một bóng đèn nó lên tới mấy chục đồng hay là vài trăm đồng, thì ở đây PG nó sẽ credit cho mình. Anh Nguyên Khôi biết là PG&E và chính phủ ở tiểu bang Cali đó, từ năm 1970 cho đến bây giờ, tiểu bang Cali của chúng ta không có tăng cái việc sử dụng năng lượng, là vì PG&E và tiểu bang lúc nào cũng muốn cắt giảm đi cái vụ mà sản xuất năng lượng bằng cái dầu hỏa hay là than đá đó anh. Cho họ nên, có nhiều cái chương trình khác nhau để khuyến khích người ta làm sao để giảm cái vấn đề tiêu thụ năng lượng, đúng không ạ? Nếu mà chỉ làm những cái kiểu như là business bình thường thì người ta khách sạn càng xài nhiều điện thì công ty càng có nhiều tiền thôi, phải không ạ? Nhưng mà không hẳn như vậy. Quý vị nghe trên đài quê hương, trên truyền hình cũng như trên radio, quý vị biết là có những cái promotion, những cái quảng cáo đó kêu gọi khách hàng làm sao ra khỏi nhà để tắt điện đi, rồi mình sử dụng những bóng điện với cái kỹ thuật mới nhất để làm sao tiết kiệm điện. Rồi bên cạnh đó là những cái hệ thống mà họ cũng nhắc tới là vẫn thường dùng quang năng hay là dùng cái năng lượng của gió để mà sản xuất ra điện đó. Làm sao? Nói chung là mọi người đều ý thức rằng đây là cái việc chung của mỗi người thôi. Nhưng mà ngoài cái vấn đề chung, chúng ta có vấn đề riêng. Cái vấn đề riêng ở đây là mình dùng năng lượng mặt trời thì mình tiết kiệm tiền điện một cách đơn giản là như vậy thôi, hàng tháng không ạ. Rồi bây giờ cho Nguyên Khôi nhắc lại với quý vị số điện thoại để quý vị liên lạc với cô Thuần Dung đây, một người rất là duyên dáng và nắm rất là vững về những cái điều kiện mà quý vị cần có, cần biết để thiết lập một cái hệ thống solar system cho căn nhà của quý vị. Thuần Dung là 408-705-3658, anh Jason Lee 408-348-7988. Và như vậy có nghĩa là hôm nay chúng ta chỉ nói chuyện là hệ thống solar system cho căn nhà của quý vị nữa mà thôi, mà chúng ta còn nói là hệ thống solar system cho cả cơ sở thương mại của quý vị nữa, phải không ạ? Và trước khi chào tạm biệt quý khán giả ngày hôm nay, không biết là Thuận Dung hay Jason có muốn nói gì thêm nữa hay không? Cảm ơn Nguyên Khôi và kính thưa quý vị, thì cái việc mà mình đã làm chủ một cái cơ sở thương mại và bây giờ những cái chương trình của tiểu bang và cả của hệ thống PG&E là một công ty rất là lâu đời ở đây, họ đi khuyến khích mình và cho những cái số tiền rất là lớn, cho gọi là credit để mua, và chính phủ có những cái chương trình cho vay cho 100% những cái gì mà sử dụng liên quan đến việc sử dụng năng lượng cho nó có hiệu quả hơn, để sau này mình không cần phải
tốn những cái năng lượng và tốn một số tiền lớn. Thì quý vị có thấy là những cái tiền mà mình saving đó lúc nào cũng sẽ đi vào túi thẳng của túi người chủ đó anh. Chắc chắn là như vậy. Và cái điều rất là may mắn là chúng ta được ở bang California và Virginia, họ có những cái chương trình đó. Chỉ có điều là nhiều khi họ có đó cho người tiêu thụ, có đó cho các công ty, các hãng xưởng vân vân, mà chúng ta là những người thừa hưởng mà chúng ta lại không biết là cái chương trình nó có cho mình. Thì bây giờ thưa quý vị, cũng qua cái cơ hội là chúng ta biết được những cái chương trình như vậy rất là tốt, và chúng ta sử dụng nó một cách tối đa hữu hiệu cho cá nhân mình, cho công ty của mình. Thuận Dung xin cảm ơn anh Nguyên Khôi, cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe buổi talk show này. Thuận Dung cũng xin nhắc nhở một điều nữa đến quý vị khán giả là đến với Solar System, quý vị không phải là, nếu gia đình mình mà có cái bill tiền điện dưới 100 đồng thì cũng có thể là những cái neighbor, những cái người hàng xóm xung quanh mình, nếu mình biết được là cái chương trình này nó tiết kiệm và nó hiệu quả như thế nào thì cũng đừng quên vui lòng gọi cho Thuận Dung để mà quý vị cũng có thể lấy được 500 đồng cái tiền mà quý vị giới thiệu đó. Tức là mình giới thiệu khách hàng thì mình sẽ được 500 đồng. Hoặc là đến với quý vị có thể giới thiệu cho Thuận Dung đến với những cái commercial cũng được. Thì công ty rất là biết ơn về những cái sự chỉ dẫn đó. Bởi vì đây là một cái chương trình mà chính phủ đang khuyến khích người dân cần phải tiết kiệm năng lượng để tạo ra một cái môi trường xanh. Thì không có lý do gì mà quý vị không ủng hộ cho công ty Solar System, phải không ạ? Cảm ơn Thuận Dung và Nguyễn Khôi. Cảm ơn quý vị. Chỉ nhắc quý vị một điều như nhỏ thôi. Mà nếu mà quý vị tự ý gọi, quý vị gọi cho cô Thuận Dung, quý vị nghĩ rằng là nhà quý vị cần một hệ thống Solar System, bảo là Nguyễn Khôi giới thiệu, lên tới cô Thuận Dung phải dẫn chúng tôi và Jason đi uống cà phê điện thay vì lấy 500 đồng của cô ấy. Vâng, thưa quý vị, số điện thoại của Thuận Dung là 408-705-3658 và Jason Lee là 408-348-7988. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Lần tới chúng tôi trở lại với quý vị qua chương trình này sẽ có thêm những cái tin tức đặc biệt hơn nữa được gửi đến quý vị. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chào tạm biệt quý vị.